Thưa quý vị, nhằm tăng cường phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, hai năm nay, các lớp dạy bơi miễn phí tiếp tục được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố. Hè năm nay, các suất học bơi miễn phí tại trường tiểu học Lê Lai, quận Ngũ Hành Sơn đã nhận đủ số lượng học viên đăng ký. Khóa học sẽ trang bị những kiến thức bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cơ bản cho học sinh. Nhằm đảm bảo chất lượng dạy bơi, mỗi suất quy định tối đa 12 em. Các suất học được tổ chức xuyên suốt vào các khung giờ buổi sáng và buổi chiều tối, đáp ứng nhu cầu của học sinh và tạo thuận lợi việc đưa đón của phụ huynh. Mùa hè này con được mẹ đăng ký cho đi học bơi ở đây vì học bơi ở đây rất là bổ ích, giúp cho con được kết bạn với bạn bè xung quanh và có thể tự bảo vệ mình khi bơi và phòng chống đuối nước. Cháu tôi năm nay học lớp 1, chúng là cũng để cho cháu học bơi để có kỹ năng bơi để phòng chống đuối nước. Lại trường của mình mới thầy dạy bơi cũng rất là có tâm. Theo thống kê đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng đã có gần 80% trường tiểu học, 40% trường trung học cơ sở có hồ bơi và được đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai dạy học bơi miễn phí cho học sinh. Cuối khóa học, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu hoàn thành các bài kiểm tra. Để khó khăn khi dạy các em, sức của các em còn hơi yếu nên là khó để đạt được cái thời gian bơi xa. Nhưng cái kỹ năng phòng chống đuối nước thì các em có thể là thực hành được và đảm bảo an toàn được cho các em khi các em tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc là các em có thể tham gia tắm biển, tắm sông và để đảm bảo an toàn cho các em. Dịp hè năm nay, cùng với các đơn vị trường học, các trung tâm văn hóa thể thao, tổ chức đoàn hội tại địa phương cũng sẽ phối hợp với Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng và các địa bàn cơ sở tổ chức các lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em cũng như các khóa học bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần mang lại một mùa hè vui khỏe cho thiếu nhi địa phương.